Theo một báo cáo vừa được công bố, các công ty lớn nhất trên thế giới vẫn chưa đạt được những mục tiêu cần thiết trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu và ngày càng rời xa kế hoạch cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo báo cáo về cam kết cắt giảm khí thải carbon về không ở khu vực công và tư nhân do Nestero Tracker thực hiện, gần một nửa trong số 2.000 công ty lớn nhất thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes vẫn chưa công bố kế hoạch đưa khí phát thải về không trong 702 công ty có mục tiêu cắt giảm khí thải thì cũng có tới 2 phần 3 không nói rõ về kế hoạch thực hiện. Báo cáo cũng cho biết có rất nhiều vấn đề liên quan đến độ tin cậy, chất lượng và độ chắc chắn của các mục tiêu này. Trong đó có việc nhiều công ty đưa ra giải pháp bù trừ carbon, tức là mua tính trị carbon để hoán đổi giữa các lĩnh vực khác nhau vào chiến lược cắt giảm khí thải của mình, dù thiếu các quy định cần thiết báo cáo cho rằng nhiều công ty hiện chưa biết cần phải làm gì và các chính phủ cần phải áp đặt các tiêu chuẩn và quy định pháp lý để đảm bảo tiến độ đưa mức phát thải rồng về không